Xin chào tất cả các mẹ. Hôm nay thì mình chuẩn bị nấu bữa sáng cho sóc nhà mình và mình chuẩn bị nấu cháo lươn nấu kèm với cà chua. Cháo lươn cà chua thì rất là bổ dưỡng. Tốt nhất là đối với bữa sáng của bé thì những cái loại thực phẩm như là đồ hải sản thì các mẹ nên cho bé ăn về buổi sáng. Nguyên liệu để mình thực hiện món cháo lươn nấu với cà chua là mình chuẩn bị khoảng gần gần một chén là khoảng 2 phần. Để mình nấu một chén cháo thì mình nấu khoảng 2 phần 2 phần cháo đặc mình đã nấu sẵn, một trái cà chua và khoảng một khúc lươn. Tùy vào cái con lươn to hay nhỏ mà các mẹ định lượng để vừa một bữa ăn của bé nhé. Đối với bé nhà mình khoảng từ 9 tháng tuổi thì cái khẩu phần ăn của bé là khoảng 2 muỗng đạm, 2 muỗng rau xanh và khoáng chất, 1 muỗng dầu ăn. Thì khi nào mà mình nấu xong thì mình sẽ bỏ khoảng 5 ml. Và khoảng cháo thì mình cho tùy thuộc vào khẩu phần của bé ăn, khoảng một chén thì mình sẽ cho khoảng nửa chén cháo đặc. Bây giờ thì để bắt tay vào thực hiện món cháo này thì đầu tiên là mình sẽ mang lươn đi mình luộc nhé. Mình ở đây mình đã chuẩn bị sẵn, đó là mình cho vào mấy lát gừng để cho cái lươn của mình nó không bị tanh, nó khử mùi tanh của lươn nhé. Và mình sẽ cho lươn vào để mình đi luộc. Đối với cà chua mình chỉ dùng cái phần thịt của cà chua, mình sẽ bỏ đi phần vỏ và phần hạt của cà chua. Thì để dễ dàng lấy cái phần thịt thì mình sẽ nấu nước sôi và mình trụng cái cà chua để mình dễ lột vỏ nhé. Ở đây thì với một chén cháo thì mình chỉ sử dụng khoảng hơn một nửa trái thôi, mình không sử dụng hết một trái nhé. Sau khi mình trụng cà chua qua nước sôi thì mình sẽ lấy cái phần cà chua mà mình cần dùng, mình lột cái vỏ đi. Khi mình trụng rồi thì cái vỏ của nó rất là dễ lột thôi. Và mình sẽ sau khi mà mình đã luộc lươn xong thì mình sẽ cho lươn ra ngoài và mình tách lấy phần thịt và mình bỏ phần cái phần xương của lươn đi nhá. Rồi mình cũng sẽ băm nhuyễn. Còn đối với cái phần nước luộc lươn này thì mình sẽ vớt bỏ cái phần gừng. Mình sẽ lấy cái phần gừng gừng này ra và mình sẽ đổ bớt và cho vừa đủ cái lượng nước mà mình cần dùng để mình nấu cháo. Đây, mình sẽ cho phần cháo đặc của mình vào. Mình cho đủ cái lượng mà mình cần nấu cho bé ăn. Rồi, ở đây thì đã đủ rồi, mình sẽ cho lên bếp và mình nấu. Còn mình sẽ đi băm cái thịt lươn nhé. Sau khi mình đã băm nhuyễn xong phần lươn và phần cà chua mình đã chế biến xong thì bây giờ mình sẽ đi nấu cháo nhé. Mình nấu cháo cho cháo của mình nó sôi lên và mình sẽ cho cái phần cá lươn và phần cà chua vào luôn. Đối với món cháo lươn và cà chua này thì
thêm một chút xíu nước mắm. Mình nấu cháo cho bé thì mình chỉ cho thêm một chút xíu nước mắm, khoảng bằng đầu đũa thôi, khoảng 3-4 giọt thôi. Mình nấu cho cháo sôi thêm một chút xíu nữa thì sẽ được rồi nhé. Cháo của mình như thế này là đã được rồi, nấu cho nó sôi lên thôi. Và công đoạn cuối cùng là mình sẽ cho thêm dầu ăn. Ở đây thì mình sử dụng dầu ô liu. Các mẹ có thể sử dụng đa dạng các loại dầu ăn dành cho bé, như là dầu cá hồi, dầu ô liu, dầu hạt hướng dương, dầu những loại dầu mà có thể cho bé ăn. Rất là nhanh thôi, mình đã vừa hoàn thành xong một chén cháo dinh dưỡng dành cho bé. Đã đầy đủ gồm 4 nhóm chất, đó là tinh bột, đạm, rau xanh và dầu ăn. Dầu ăn là nhóm chất béo mà cũng rất là quan trọng. Một số mẹ thì mình không cho bé ăn đủ lượng dầu ăn, thì bé của mình dù ăn được rất nhiều nhưng mà cũng không đủ dưỡng chất để các bé phát triển. Đây là một chén cháo của sóc nhà mình ăn sáng. Đây, rất là nhanh và đơn giản. Mình đã có một chén cháo đầy đủ 4 nhóm dưỡng chất cho bé. Video thực hiện món cháo lươn nấu với cà chua của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ ở các video tiếp theo. Nếu yêu thích video của mình và để nhận được những video mới nhất làm phong phú thêm thực đơn ăn dặm của các bé thì các mẹ có thể đăng ký kênh để miễn phí để nhận được những video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ ở các video tiếp theo.